bụi bặm, chất chơi, thoải mái và một phong cách mạnh mẽ. Đó là những gì mà Rustico có thể mang lại cho bạn khi sở hữu những sản phẩm đến từ thương hiệu thời trang này. Những sản phẩm như jean, kaki hay denim của Rustico luôn mang một phong cách khác biệt, là nguồn cảm hứng cho những người muốn sống đúng chất của mình. Chưa hết, Rustico còn có chính sách đổi trả 1-1 vì bất cứ lý do gì. Chẳng may bị đổ cà phê, cháy hay rách thì đều được Rustico đổi trả 1-1 hoàn toàn miễn phí, hoặc là sau khi thanh toán và anh em cảm thấy không ưng ý thì vẫn được trả hàng và được hoàn lại 100% số tiền đã thanh toán. Chọn Rustico, chọn chính mình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá. Châu Âu giờ này đang nóng hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là không khí của bóng đá mùa Euro, mà tại Thụy Sĩ, hội nghị hòa bình Ukraine đã kết thúc bước đầu với nhiều những điểm trái với mong đợi của Ukraine, từ chỗ được xem là bước ngoặt để tạo ra ánh sáng hòa bình với họ, đến khi kết thúc, nó lại được xem là đặt Ukraine vào một điểm bất lợi trước Nga. Vậy thì hội nghị này đã tan rã như thế nào? Và tại sao nó được coi là điểm bất lợi? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Quay trở lại với hồi đầu tháng 6, Ukraine liên tục kêu gọi các nước tham gia hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ. Theo kế hoạch sẽ được tổ chức vào ngày 15 và ngày 16 tháng 6 tại thành phố Lusus. Theo phía Thụy Sĩ, hội nghị này nhằm mục đích là tạo ra một khuôn khổ thuận lợi cho một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Ukraine, cũng như là một lộ trình cụ thể cho sự tham gia của Nga vào tiến trình hòa bình. Họ đã gửi lời mời tới hơn 100 quốc gia, trong đó thì có 80 nước đã phản hồi là sẽ tham dự. Ngày 14 tháng 6, hội nghị này đã đưa ra dự thảo tuyên bố chung hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Theo đó, dựa trên công thức hòa bình 10 điểm của ông Zelensky, tuy nhiên, hội nghị sẽ chỉ thảo luận về 3 trên 10 điểm này. Đó là vấn đề an ninh của các nhà máy điện hạt nhân, thứ hai là vấn đề về an ninh lương thực, và thứ ba là giải phóng con tin, hồi hương trẻ em từ Nga về Ukraine. Ngay cả khi chưa bắt đầu, nhiều người đã cho rằng đây chỉ là một trò đùa không hơn không kém, khi mà họ tổ chức hội nghị hòa bình mà lại không có sự tham gia của Nga. Hồi đầu tháng 4, Tổng thống Nga Putin đã chế nhạo nỗ lực của Thụy Sĩ khi cố gắng tổ chức hội nghị hòa bình cho Ukraine, thế nhưng lại không mời Nga. Đồng thời nói thêm rằng nó không thể giải quyết được vấn đề gì nếu không có Moscow. Đến tháng 5, Ukraine cũng kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng tham gia vào hội nghị hòa bình này. Theo hãng thông tấn Ukrinform thuộc Ukraine, Tổng thống Biden cho biết rằng ông sẽ không tham dự hội nghị ở Thụy Sĩ do trùng lịch với một cuộc họp khác. Còn phía Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết họ sẽ chỉ tham gia nếu có sự góp mặt của Nga, hay nói trắng ra là không tham gia. Và cho đến ngày 17 tháng 6 năm 2024, tức là khi kết thúc hội nghị, thì nó đúng là đã trở thành trường hợp dở khóc dở cười, khi mục tiêu của Ukraine là kêu gọi càng nhiều tiếng nói càng tốt để gây áp lực lên Nga. Vậy nhưng, những nước được xem là có tiếng nói nhất và những tổ chức được xem là đồng minh thì đã từ chối ký kết một thỏa thuận. Hãng tin Pravda cho biết, thông cáo này đã được gần 80 quốc gia và 4 tổ chức ký kết. Tuy nhiên, đại diện của một số nước tham dự hội nghị thì cũng đã từ chối thông cáo chung. Trong đó thì có Armenia, có Ấn Độ, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Indonesia, Mexico và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đại diện của các tổ chức quốc tế, trong đó có Liên Hiệp Quốc và Tổ chức An ninh Hợp tác Châu Âu, OSCE, cũng đã không ký. Quan điểm chung của những quốc gia và tổ chức không ký kết đó là họ ủng hộ cho một hội nghị hòa bình, nhưng phải có sự tham gia của Nga. Chính vì vậy, hội nghị này coi như đã đổ vỡ, và Ukraine thì cũng thất bại trong việc kêu gọi thêm nhiều tiếng nói để gây áp lực lên Nga. Và khi hội nghị còn chưa bắt đầu, thì đã có ý kiến cho rằng Ukraine đang tự đẩy mình vào thế khó qua sự kiện này. Vào thời điểm năm 2022-2023, Ukraine thì vẫn giữ nguyên quan điểm thỏa thuận hòa bình phải có 10 điểm, dù cho tình hình chiến trường đang có gặp bất lợi như thế nào. Vậy nhưng giờ đây, họ đem nó tới Thụy Sĩ để hàng chục quốc gia thảo luận rồi thêm bớt. Đó là còn chưa kể, trong số các quốc gia đó còn có cả thành viên của khối BRICS và cũng có không ít các quốc gia thân Nga. Theo những gì được công bố, các nước tham gia đã thành lập 9 nhóm ngành, mỗi nhóm xây dựng một cơ chế để thực hiện từng mục tiêu của công thức hòa bình Zelensky. 9 cơ chế này sau đó sẽ được kết hợp thành một kế hoạch lớn và toàn diện. Sau đó thì sẽ dùng nó để rồi mới mời Nga tham dự
và sẽ được tiếp cận với một kế hoạch hòa bình. Nói cách khác, công thức hòa bình của ông Zelensky không còn là một lựa chọn duy nhất. Điều này thì có nghĩa rằng các điều khoản trong công thức hòa bình mà Ukraine đưa ra đã bị thay đổi, bị cắt gọt và rút ngắn đi theo hướng mà họ cho rằng đủ để Nga chấp nhận ngồi xuống đàm phán. Trong trường hợp này, sự vắng mặt của nước Nga đã thể hiện rõ nhất tầm ảnh hưởng và độ phủ bóng của họ tại hội nghị. Khi dù họ không có mặt, thế nhưng mọi thứ thì vẫn đều xoay quanh việc làm cho họ hài lòng để ngồi vào bàn đàm phán. Sau khi hội nghị hòa bình kết thúc, văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết bộ trưởng và các cố vấn của nhiều quốc gia sẽ tổ chức thêm các cuộc họp tiếp theo về các vấn đề đã đồng thuận trong thông cáo chung. Các bước tiếp theo là tổ chức các cuộc đàm phán theo chủ đề về từng hạng mục ở cấp bộ trưởng và cố vấn. Theo ông Ihor Zovka, phó tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, viết trên Facebook. Cũng theo ông Zovka, sau khi các cuộc đàm phán kết thúc thì sẽ tiến tới hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai nhằm đặt nền móng cho nền hòa bình lâu dài và công bằng. Nga thì chưa bình luận về thông cáo chung của hội nghị, thế nhưng Điện Kremlin vào ngày 16 tháng 6 đã kêu gọi về việc Ukraine hãy xem xét đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Putin vì tình hình chiến trường sẽ ngày càng xấu đi với Kiev. Mặt khác, mọi thứ chỉ mới dừng lại ở việc thảo luận xong là sẽ mời Nga tham gia. Còn việc Nga có đồng ý tham gia hay không ấy, thì nó vẫn là một câu chuyện khác và còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố nữa. Trong bối cảnh khi mà các nước có tiếng nói tại hội nghị lần này đều không hề ký cam kết, đơn giản là vì trong đó có cả những đối tác chiến lược và có hợp tác sâu rộng với Nga. Trung Quốc thì không mặn mà gì với công thức hòa bình và còn tập trung vào nhiều vấn đề khác. Hoa Kỳ thì còn đang bận bầu cử, cho nên khả năng có một thế lực nào đó đủ lớn để tác động đến Nga gần như là bằng không. Khi Ukraine đặt thỏa thuận hòa bình 10 điểm của mình ra quốc tế để hàng chục quốc gia hội thảo và sửa đổi, giả sử bây giờ nhé, khi mà chiến tranh gây ảnh hưởng tới kinh tế của các quốc gia đó, họ thì không có đủ sức để gây áp lực lên Nga, nên chắc chắn họ sẽ hội thảo và đưa ra ý kiến cho rằng Ukraine tốt nhất là nên nhân nhượng và hạ điều kiện để đàm phán với Nga. Lúc này thì Ukraine sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, vì nghe cũng dở khi mà điều đó có nghĩa là họ sẽ chấp nhận mất lãnh thổ hoặc mất một thứ gì đó có giá trị tương xứng. Mà nếu không nghe thì bao nhiêu công sức lập hội nghị từ trước tới nay coi như là công cốc. Hay nói cách khác là hội nghị này đã bị phản tác dụng, từ việc tìm cách gây áp lực lên Nga lại thành ra gây áp lực lên chính họ. Chính vì vậy, việc họ đặt lập trường của mình ra để các quốc tế xâu xé là một sai lầm chí tử, một sai lầm chiến lược rồi đấy. Hoặc là Ukraine cũng có thể dùng một cách khác để thoát khỏi tình cảnh này, đó là chẳng làm gì cả. Vì như đã nói, đây chỉ là thông cáo chung. Ukraine đem thỏa thuận hòa bình 10 điểm ra để quốc tế bàn luận và sửa đổi trước khi tiến hành đàm phán với Nga. Tất nhiên, chính phủ Ukraine có thể nhắm mắt làm ngơ trước quyết sách của hội nghị thượng đỉnh và cho rằng bản thân Ukraine sẽ không thay đổi quan điểm của mình. Kiev có thể nói rằng việc thiếu các điểm về việc Nga phải rút quân, phải khôi phục toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine trong dự thảo tuyên bố chung cũng không làm thay đổi các yêu cầu của Ukraine. Tuy nhiên thì mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Một khi hội nghị đã đưa ra một tuyên bố kiểu như vậy, nó sẽ phát đi một tín hiệu cực mạnh với thế giới rằng Ukraine đang sẵn sàng nhượng bộ Nga để đổi lấy hòa bình, và Tổng thống Zelensky đã chấp nhận những nhượng bộ tại hội nghị thượng đỉnh đó. Ở bản dự thảo ban đầu, Ukraine đề xuất rằng Liên Hợp Quốc sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong việc đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài theo hiến chương của tổ chức này, và hiến chương Liên Hợp Quốc cần phải đảm bảo quyền tự vệ cho Ukraine. Tuy nhiên, trong văn bản cuối cùng, luận điểm này bằng một cách nào đó đã được thay đổi sang một luận điểm nhẹ nhàng hơn. Hiến chương Liên Hợp Quốc có thể và nên đóng vai trò hướng dẫn nhằm đạt được một nền hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài theo những nguyên tắc chính. Các nguyên tắc của hiến chương thì lại không đề cập tới quyền tự vệ, mà thay vào đó là về việc giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Hiện thì vẫn chưa rõ quốc gia nào tham dự hội nghị hòa bình Thụy Sĩ đã yêu cầu những sửa đổi kiểu như vậy. Do đó thì ý tưởng của Ukraine tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào năm 2024 mà không đạt được các điều kiện cần thiết có thể sẽ là một sai lầm với họ. Hiện giờ thì đã quá muộn để hủy bỏ sự kiện này, sau khi mà Ukraine đã đầu tư quá nhiều nỗ lực vào đây. Vấn đề quan trọng với Ukraine kỳ này là làm thế nào để bảo vệ lập trường trong công thức hòa bình của họ phải được coi là nền tảng của các công cuộc hòa đàm. Kiev có thể phải chấp nhận cái giá phải trả
là sự mất mát của hàng chục bên tham gia hội nghị thượng đỉnh, những bên sẵn sàng tham gia một hội nghị thay thế khác do Nga tổ chức. Mặt khác, nếu bây giờ mà Ukraine tuyên bố không làm theo những gì đã thỏa thuận và gạt phăng đi tất cả những gì như chưa có chuyện gì xảy ra, thì đó lại là một đòn đánh mạnh vào uy tín và vị thế của chính họ trên trường quốc tế. Làm như vậy thì chẳng khác nào Ukraine coi cái hội nghị này là một trò đùa, và đại diện của gần 80 quốc gia kia chỉ là một phần của trò đùa đó. Đó là còn chưa kể tới việc mục đích của Ukraine là kêu gọi thêm nhiều tiếng nói gây áp lực lên Nga. Đến khi gạo đã nấu thành cơm rồi mà Ukraine lại bảo một câu là chẳng đàm phán gì hết, thì lần sau nếu mà họ kêu gọi thì chắc là cũng chẳng có quốc gia nào còn quan tâm tới họ nữa. Hiện nay, ngoài những nguồn viện trợ đến từ Mỹ và châu Âu ra, Ukraine cũng nhận được thêm viện trợ nhân đạo hay những khoản vay đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức trên thế giới. Những khoản tiền này đóng một vai trò không hề nhỏ trong việc duy trì sự ổn định của nền kinh tế và tiếng nói của Ukraine. Và nếu mất đi nó, đó sẽ là một đòn đánh mạnh vào cả hệ thống chính quyền Kiev. Chính vì vậy, việc hội nghị này đi dần từ hy vọng đến thất vọng cho Ukraine cũng không có gì là khó hiểu. Một số ý kiến trên mạng thì cho rằng hội nghị này thực chất là để Ukraine kêu gọi thêm donate, gọi thêm viện trợ, chứ họ cũng chẳng kỳ vọng gì về việc tạo áp lực lên Nga hay kêu gọi quốc tế ủng hộ. Điều này thì có vẻ là không đúng, thế nhưng cũng không phải là không có cơ sở để nói vậy. Phía Thụy Sĩ cho biết, ngay sau khi kết thúc hội nghị, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố khoản viện trợ tiếp theo hơn 1,5 tỷ đô la cho ngành năng lượng và hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine nhân dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh. Ngoài ra thì còn có 379 triệu đô từ Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ dành cho Ukraine. Tuy nhiên, nếu đặt trên bản cân, việc có thêm gần 2 tỷ đô viện trợ nhân đạo đổi lại là vị thế và tiếng nói của quốc gia thì thực sự là quá khập khiễng. Người ta bảo rằng có bệnh thì vái tứ phương, hay nói đúng hơn thì ý chí chiến tranh của Ukraine đã bắt đầu bị lung lay khi họ bắt đầu hạ điều kiện để đàm phán, chứ không còn sự cứng rắn như hồi năm 2022 hay đầu năm 2023 nữa. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ CBS hồi tháng 4 năm 2024, tức là khi mà trận Kharkov còn chưa nổ ra, ông Zelensky cho rằng họ không cần thiết phải tái chiếm lãnh thổ chỉ bằng biện pháp quân sự, đồng thời chỉ ra rằng các lực lượng của Ukraine ít nhất là nên khôi phục hiện trạng năm 2022. Nói như vậy thì chẳng khác nào ông Zelensky chịu mất bán đảo Crimea và chấp nhận đàm phán về số phận của vùng Donbass. Từ vị thế đang cứng rắn đưa ra lập trường đối đầu với Nga, giờ đây thì Ukraine đang chấp nhận để cho các quốc gia khác can thiệp vào lập trường và chủ trương của mình để tìm cách đàm phán với Nga. Trong khi đó thì phía Nga vẫn cứ chủ trương cứng rắn về thỏa thuận 3 điểm từ đầu. Đó là: thứ nhất, Kiev phải dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán với lãnh đạo Nga. Đây là điều kiện tiên quyết rõ ràng để bắt đầu bất kỳ một cuộc đàm phán thực chất nào nhằm chấm dứt xung đột. Thứ hai, quá trình đàm phán phải tính tới lợi ích của Nga trong lĩnh vực an ninh, chứ không phải là một nỗ lực nhằm áp đặt những mơ tưởng xa rời thực tế của chính quyền Ukraine. Hiểu đơn giản là Nga sẽ không tham gia vào các sự kiện thúc đẩy cái gọi là 10 điểm do Tổng thống Ukraine Zelensky đưa ra, hoặc là các kế hoạch khác tương tự để nó tạo thành một tối hậu thư cho Nga. Thứ ba, tiến trình hòa bình sẽ được tiến hành phải có tính đến tình hình trên thực địa. Yêu cầu quay trở lại biên giới năm 1991 là không thực tế. Bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây nhằm kéo dài cuộc xung đột này sẽ chỉ làm xấu đi vị thế đàm phán ban đầu của chế độ Kiev, khi nước này tiếp tục đánh mất vị thế trên chiến tuyến. Đồng thời, ông Putin cũng đưa ra nhiều ẩn ý. Nếu đàm phán, thì chúng tôi sẽ đàm phán với ai? Quả thực, hội nghị này có lẽ sẽ không giúp Ukraine tìm cách đàm phán với Nga, nhưng nó thì cũng đã phơi bày một sự thật. Đấy là Ukraine đã bắt đầu mệt mỏi và lung lay mạnh về ý chí chiến tranh, bảo vệ tổ quốc của mình.